mỹ phẩm nam Richman, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện cho nam giới, đồng hành cùng Highlight chim sẻ nhắng. Này, có Yamato trong tay của anh Tuấn DZ này. Chúng ta sẽ có máy của game thủ sĩ Yamato được cầm Max C này. Và cuối cùng là một con Pho trong tay của anh Tùng VIP. Như vậy đó là quân của cả 8 game thủ ở trong trận đấu đầu tiên này. Chúng ta sẽ là Baby Max Ia Pho, bên kia là Chozo Max Ia tứ chém bên phía đối bạn ở trong trận đấu đầu tiên. Và Yamato của Mạnh Hào nhiều khả năng sẽ là một bài đánh, đó chính là Cung A lên 4 đánh hot ở trong trận đấu này. Một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả anh em đã có mặt trên livestream của anh đủ chim sẻ nắng ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Khi mà khoảng thời gian gần đây phong trào team tỉnh đang đối đầu với nhau khá là mạnh liệt. Hôm trước thì mình có bình luận một trận đấu của team Hà Nội đối đầu với team Bắc Giang, nhưng mà không hiểu sao lý do gì mà team Hà Nội ngày hôm đấy lại có thể thua đội hình Bắc Giang có idol bom mới thua được với cả Lưu Hải Tú, cụ đánh ra thua được kèo đấy. Cạn lời. Và ngày hôm nay thì team Hà Nội sẽ có sự bổ sung nhân lực với sự có mặt của cái thủ chim sẻ nắng và sĩ Yamato. Hôm trước thì anh Tùng VIP có kết hợp cùng với anh Tiểu Bạch Long để đối đầu với team Bắc Giang, nhưng mà oảng thua được kèo đấy. Còn đến gặp Lưu với 10 sao gửi tặng game thủ chim sẻ nha. Và đây là thao tác của game thủ Tùng Thanh Trì, Tùng VIP, người vừa lên League 2 thi đấu ở mùa giải sắp tới. Khi mà Tùng VIP sẽ là một game thủ đạt vị trí đó là giải nhì. Và như vậy đang soi tham sĩ nhọn này. Nhìn thao tác của thằng này nó vẫn có cái gì đó gợn gợn anh em ạ. Bài cầm Max C đến từ sĩ Yamato. Và hãy cùng xem chiến thuật của anh em sẽ như thế nào. Khi mà bên kia nhiều khả năng sẽ là Mạnh Hào đánh Cung A rồi. Mấy anh em Hải Phòng này. Đây là máy của anh Tuấn DZ. Và hơi đáng tiếc khi mà nằm trong một dân. Bởi hiệu đưa về đôi voi. Hải ơi rơi thùng C2 rồi em ơi. Cày thế nhờ anh Ngọc Lưu này. Qua đây MU đã cướp vé C2 của Chelsea. Buồn quá. Rồi đây là máy của anh thủ chim sẻ. Một bài đấu được cầm Baby Lord ở trong trận đấu này, và tôi cũng xem là bài vở anh em như thế nào, bài sẽ được ok đây rồi. Vâng, và đến với trận đấu đầu tiên ở trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với bạn về nhà trọ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Nhà trọ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới, và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà trọ Richman thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi bài sẻ thì cũng đang khá ok đây rồi, và hãy cùng xem chim sẻ nắng thi đấu như thế nào trong trận đấu này. Đang đưa voi về. Chúng ta có anh Tuấn DZ là người nằm số một dân rồi khi mà gặp đôi sư tử. Đây đang đưa, ui nhiều voi thế. Bài sẽ đang rất nhiều đồ anh em nhé. Tránh Nguyễn Thắng ạ, chào anh em. Anh em dự đoán như thế nào về tỷ số kèo đấu này thì các bạn có thể để lại phần bình luận. Khi mà chúng ta đang có một kèo 4-4 chạm 3 về C anh em ạ. Cảm ơn người Bắc Giang với 50 sao gửi tặng game thủ chim sẻ nha. Rất nhiều voi, đúng rồi. Rồi bắt đầu cắt dân đi đến từ game thủ chim sẻ. Và hãy cùng xem ở trong trận đấu này thì anh em sẽ thi đấu như thế nào đây. Rất nhiều thao tác đến từ game thủ chim sẻ. Và như vậy màu 6 hưởng là người dâng L. Liệu rằng Mạnh Hào có đấu cánh hay không thì tại cùng chờ. Bên kia thì là Tư Quy chém thôi. Rồi bạn Tư chém anh em ạ. Bài sẻ rất nhiều quả anh em ạ. Hôm nay thì bên phía team AOE Hải Phòng họ đưa ra một đội hình cũng khá là mắc binh với Mạnh Hào, Văn Hưởng, anh Gà Con HP và anh Dũng HP. Và các bạn có thể thấy là hôm nay nếu như anh em nào đến tại xóa cơ chim sẻ nắng Cyber Game thì có thể thấy anh em Hải Phòng đánh hai cái ô tô 16 chỗ lên đây, chặt hết phượng ở Hải Phòng lên đây để có thể tham gia kèo đấu này. Rất ghê gớm đến từ anh em Hải Phòng. Anh em Hải Phòng có vẻ cực kỳ là khô máu rồi. Rồi, cơ cấu nhà cửa dành cho đủ chim sẻ. Anh em chia sẻ mạnh lên nào anh em ơi. Hôm nay chúng ta không đánh vào buổi tối mà chúng ta đánh buổi chiều anh em ạ. Đánh buổi chiều để thời gian chiều tối còn có những cái bữa tiệc dành cho anh em nữa. Chặt gỗ. Ôi ôi, đây BL màu 6 đó, Văn Hưởng. Hưởng dâng L vào giữa nhà chim sẻ luôn. Một bài đấu dâng L đến từ cái thủ Văn Hưởng ở trong trận đấu này. Một bài mà Văn Hưởng là người được cầm đó chính là Zoman thì phải. Đúng rồi, Hưởng cầm Zoman trận đấu này anh em nhá. Rồi.
Omus. À, màn máy của anh Tùng VIP. Đấy, Tùng VIP dường như đối đầu với người cầm cho son màu 5. Tiên đi anh ơi. Bài này Tùng VIP lên 1L1A là có thể chơi thoải mái rồi. Ô kìa. Ô, quá hay anh em ơi. Hay quá anh ơi. Và một tình huống xiên mạnh đến từ Tùng VIP khi mà làm ngay 120 gỗ của đối phương. Và tiếp tục. Công giáp đầy đủ rồi. Cứ từ từ. Rồi đâu sẽ có đó. Ôi giời ơi, các cú ơi. BA, không phải là 1B đến từ Tùng VIP. Rất chắc chắn ở trong tình huống này. Vâng, đâu rồi. Và bò rất nhanh. Thằng năm yếu lắm, thằng năm không bắt được vàng, thoải mái đi. Không bắt được vàng. Kệ đó. Thằng năm không bắt được vàng đâu, thoải mái đi. Nó mất vàng rồi. Bơm gỗ rồi, đây anh Tùng VIP ơi. Bơm gỗ màu 3. Đúng rồi. Xin phù đi. Chưa xin phù hay sao nhá. Đó đi quản, quản tơ dân giữa anh nhà đi. Một tơ dân giữa anh nhà. Tùng VIP sẽ đi quản, năm không bắt được vàng thì thoải mái đi. Còn lâu mới quân vào. Tí khách dắt phù về đỡ cho, bo nhà đi. Tham lai được số là 28 đến từ bài đấu này. Đóng em anh Tùng VIP ơi. Và đây là máy của game thủ khác, như là game thủ chim sẻ. Một bài đấu đi rồng và đã nhìn thấy màu 7, đó sẽ là anh gà con HP, người được cầm Max C ở trong trận đấu này. bơm vàng màu 3 kìa anh Tùng ơi. Xí nhọn không biết tình hình sao rồi. Xí Yamato tham lai là 25, đang đối đầu với người cầm màu 7 với phía đối bạn. Max C dành cho Xí vào quản màu 6 đi em ơi. Vâng, như vậy là sẽ bắn 6 rồi, ok. Sẽ bắn màu 6 với đối bạn, đó chính là game thủ Văn Hưởng, người cầm Roman ở trong trận đấu này. Tham lai là 19 nữa, cái thủ chim sẻ thôi mà tham lai không hề to. Đây rồi, 6 mất tham rồi, thoải mái lên. Về anh kìa. Và bắn luôn Roman này, cái thủ bắn hưởng nhưng mà hưởng nó không để ý những đông dần mình vì đang mải mê chém vào nhà của Tuấn DZ, người đánh cung A của Yamato bên phía chúng ta. Rồi chơi. Rồi màu 6 được chơi rồi. Trong đó đây là máy của game thủ Tùng VIP. Ôi rồi. Anh Tùng ơi, anh chém vừa thôi anh Tùng ơi. Chém thế này đi ai chịu được. Trời ơi. Rất nhiều dân bên phía đối phương. Đã phải nằm xuống nhưng mà hưởng đang khiến cho Tuấn DZ gặp khó. Tuấn DZ đang rất yếu ở trận đấu này. 6. Hào khỏe nguyên chưa mất gì đây, chưa ai đánh đâu. Vâng, tham lai là 29 nhờ bài đấu này. Sẽ tham lai đang Hào khỏe nguyên. 6 đi fit rồi. Vâng, còn Mạnh Hào đánh cung A nữa anh em ạ. Đội thắng nhận phần thưởng. Đội thắng nhận giải của anh em Giai. Ok anh Quyết ơi. Giải gì đấy anh Quyết ơi. Thế bảo đội thắng được thưởng cái gì đây. Đây rồi, đây Mạnh Hào đây rồi. Mạnh Hào sẽ là bài đánh cung A ở trong trận đấu này anh em ạ. Mỗi tội là Tuấn DZ đang hơi yếu. Và đây cung A hai áo đi Mạnh Hào. Vâng, phải có người vào cùng. Nhưng một mình trẻ vào vòng màu 8 này không được. Mạnh Hào đang quá đông cung A rồi. Và đây là máy của Tùng VIP với tham lai 34. À, xin lỗi, đây là sĩ Yamato. Tham 3X. Và trong khi đó thì cần phải có đồng đội về thủ. Chạy sang nhà ấy, chạy sang nhà Tùng VIP ấy. Giáp chưa có này. Đây là máy của Tùng VIP. Nhà chính. Về nhà chính thủ cho tôi đi. Đây. Bơm vàng cho, ấy là bơm vàng màu 3 kìa. Hào ở dưới 6 giờ. Đấy, vào trong bắt luôn đi anh Tùng VIP ơi. Đấy, mấy con để mấy con nhà thôi. Vâng, tham lai Tùng VIP là số 41. Bên mình đang có 3 nhà còn tham, 4 nhà còn tham luôn đấy. Cố gắng lên anh em. Anh xong dần đi. Đừng có xong quân nữa. Đóng lờ nhà, đốt lờ đi. Bảo Tùng VIP vào đốt L cho nhanh. Anh Tùng ơi, vào trong đốt được cái L của thằng 6 trong nhà Tuấn DZ cái. Đây. Anh Tùng ơi, vào trong nhà đốt cái L của nó trong nhà cái. Tha mình đang đè đấy nhưng mà Hào lên 4 đấy. Đừng có xong quân nữa. Rồi. Phù đi.
Và đây là máy của sĩ Yamato. Và Sẻ và sĩ đang kết hợp cùng với nhau ở trận đấu này khi mà Mạnh Hào đang có một thế bài, đó chính là đánh cung A hai áo của EI các bạn. Vâng, đây là bài Max C của sĩ Nhọn với timeline 40 trận đấu này cơ. Một timeline cũng đang rất to đến từ sĩ Yamato. Nhưng vấn đề bây giờ là những con cung A của Mạnh Hào. Và chúng ta cần phải giải quyết tên cung A đó. Rồi. Đây rồi, anh Tùng ơi, lên đây này. Vào đây, kích 4 rồi. Sĩ vào đây kìa. Rồi đâu đây, đảo đây. Ninh đẹp đi, đẹp. Anh Tùng đâu? Vâng, em Hà Nội đang kết hợp nhau. Ca nghệ sĩ cho ca xuống, ném luôn, gỗ vàng thôi. Trong ca chỉ gỗ vàng thôi. Vâng, 3-4 ca nó đã bắt đầu Mạnh Hào như thế này. Anh Tùng đâu rồi? Vâng, vẫn chưa thấy Tùng VIP đâu. Cầu nào đổ A đi, cầu đổ A đi. Nó ra ra sau thì cầu đổ A đi. Vâng, 6 bên cứu nhá, 6 bên cứu nhá. Kê 3, 6 con 3 ăn chém thôi, 2 ăn chém thôi. Vâng. Thịt này bảo chị bông cho, chị bông thịt cho rồi đi. Đây, bên dưới đây anh Tùng ơi. Vâng, sĩ Yamato để chết hết cả ở trong tình huống vừa rồi được. Bơm thịt cho bộ 3 đi sĩ. Rồi. Vâng, tham lai là 34 thì bài đấu này Mạnh Hào vẫn đang thủ nhà rất dẻo dài với những đơn vị cung hàng của mình. Trong khi đó đây là máy của cái thủ chim sẻ, chúng ta vẫn chưa thể nào chơi được vào bài màu 8 này của cái thủ Mạnh Hào. Rất đông cung A nên Mạnh Hào màu 5 cũng về cứu luôn. Với một bài cầm cho son bên phía đối phương. Không ốp được Mạnh Hào tình huống này rồi. Có khỏe đấy. Chưa công được nhà đối bạn. Mạnh Hào đang rất khỏe với những bài cầm Yamato của mình. Vâng, đội bạn bắt đầu đi quản lại chim sẻ nhiều hơn rồi. Thôi thế trận này đi sẻ về hồi thôi. Đi bắn lại những nhà vệ tinh bên phía đội bạn. Timeline chúng ta vẫn đang đè một chút xíu, nhưng câu chuyện là Mạnh Hào đã kích 4, mình nghĩ là như vậy. Đây là máy của sĩ Yamato với timeline 32, một bài cầm Max C vẫn đang giữ tham rất tốt tới từ game thủ sĩ Nhọn. Và đây là máy của game thủ Tuấn DZ, timeline 6x, gia tăng A đi. Đấy, bo hết A ngoài này, xong đi ăn vàng nữa. Anh nâng cái bản đồ lên chưa? Phá rồi, ca phá rồi, ca phá rồi. Và sĩ lại xin gỗ. Thôi. Xong quần đánh nhau đây. BC 2 chưa? Đừng xong cung A nữa anh ơi, để xong hot. Tích lực và xong hot. Ra ruộng lên tắp 6 luôn. Và bắt đầu viết hot, nâng công nghệ nào. Vâng, đang cố gắng nâng cái chặt gỗ đến từ anh Dài. Vâng, lên thêm cả lửa bắn chặn các kiểu nữa. Hào lên 4 chưa anh em ơi, Hào lên 4 chưa? Vâng, đang vít hot đánh cho bài đấu này. Đường giáp đây, 4 ngang phèo thôi anh em ơi. Vấn đề bây giờ là phải đi ăn vàng. Đấy, vàng ngoài đấy. Ok, yên tâm. Mất chữ máu bây giờ. Và tham lai ở số đó chính là 83 ở bài đấu này, tham lai hơi bé. Đây, đến đây. Hào cũng đã lên 4 xong rồi anh em nhá. Vít hot nào anh trai ơi. Nâng bắn chặn này. Thiếu bắn chặn nhá, thiếu đào vàng. Đấy, hot đứng trước cửa nhà đây. Rồi, vàng rồi, ra. Đây, ra bắt cung A lần đi. Tăng A tiếp, lực rất khỏe rồi. Giáp 6 rồi, từ anh Tùng ơi, đừng vào. Đừng thiêu. Lùi lại tí đi, nó không đẩy sâu vào được. Và tạm lại đầu số là 94 để vào đấu này. Mạnh Hào cầm chủ lực và Tuấn DZ cầm chủ lực. Xong dần ăn vàng đi. Tăng A đi còn lên hot thần. Và đây là những con hot bên phía đội bạn. Rồi gỗ nó cứ vẽ ruộng thôi. Đóng E. Lùi đi. Anh phải gom thêm hot đi, hot anh hơi ít. Hai con dân đóng E 12 giờ đứng chơi nhá.
Đang chưa tụ được đồng hot. Vâng, tạm lại đằng số là 111 dành cho bài đấu này. Và đây là những con cung A của game thủ Mạnh Hào. Con cung A đứng chặn rất kìa. Mỏ vàng đấy. Đấy, kéo ra. Rồi. Rồi, rồi bắt cung A với hot này đi. Ôi, kích hot thần. Hot thần luôn. Bơm đi, kích luôn. Thì thử đây kích này. 200 thịt. Rồi, kích đi. Rồi, sắp đều hot nào. Chú ý sắp đều nhá, nhà mấy con là hơi mệt đấy. Rồi, ok anh ơi. Đây, đang bắt đây anh. Đi ăn vàng anh ơi, đúng rồi. Rồi, vàng trong nhà hết rồi này. Nó đẩy anh kìa. Đây. Nó thần kích rồi. Xem, nó thần rồi đấy. Nó thần rồi nhá. Vâng, tham lại ở số là 122 đến từ Tuấn DZ. Mạnh Hào vừa dí một tơn lên đây. Vừa ăn được tơn dần tục VIP đến từ Mạnh Hào. Còn đây là những con hot thần bên phía đối phương. Thằng Hưởng nó về hồi đấy. Và đây là những con hot bên phía đối bạn. Tóm dọc đường luôn. Vàng không phải vấn đề với Tuấn DZ. Câu chuyện bây giờ là những con hot chúng ta chưa hóa thần và được bạn thần trước. Thế thôi. Rồi bắt hết hot đi. Vàng trên bản đồ là rất nhiều mà chưa ăn được anh em ạ. Tham lai được số 106. Vấn đề bây giờ là game thủ chuyên nghiệp Mạnh Hào cầm chủ lực. Còn bên này sẽ là anh Tuấn DZ thôi. Bên kia sẽ còn một con Roman trong tay của Văn Hưởng nữa. Rất áp lực nếu như để cho con Roman này lên 4. Vâng, Tùng VIP bị đẩy rồi. Tùng chạy dân kìa. Có thần rồi, chơi đi. Gỗ 3 giáp 6 đầu máu đầy đủ. Bắt luôn đi. Đây, có rồi bạn ơi. 3-7E đến từ Tuấn DZ. Rất rát. Bắt đi. Vàng 7, quản vàng rát quá. Đấy, đẩy đi. Bài đấu này bọn nó hồi đông đấy. Đây này. Đây màu 5 bên phía đối bạn. Anh Dũng HP đang hồi. Và Tuấn DZ đang cố gắng để có thể đi ăn vàng ở trận đấu này. Rẻ cũng đã bắt đầu đi ăn vàng. Bên kia chưa ai hồi cả, chỉ mới gì Mạnh Hào thôi. Bắn đấy cũng được. Dồn hết quân lên đi anh ơi, đừng đứng nhà nữa. Đấy, đấm thẳng đầu luôn. Làm bắn vàng này. Vào đó đi. Dân nhà được chơi nhiều đấy nhá. Sang kê sẻ một tơn. Chú ý quân. Rồi bắn. Rồi. Vào luôn đi. Vào A đi. Chán A đi. Bước vào đây. Sao chú ý sóc ở nhà nhá. Nhà. Rồi. Chú ý nhà. Ok. Chết tầng 8 này luôn đấy. Để lấy trồ được rồi. Để mình coi vào thăm đi. Chú ý ở nhà nhá. Nhà mình sắp đều ra được. Vâng, thăm lại 107 bài đấu này. Và đây là những con nông dân của game thủ Mạnh Hào. Đã đánh vào tổ đỉa bên phía đối bạn luôn. Tới từ game thủ Tuấn DZ. Giữ hot. Vâng, thiêu hết ở nhà luôn. Chú ý tân đi công. Ăn vàng đều. Nấy trồ rồi, không phải nấy trồ, bắn dân nó rồi. Nó chết hết rồi, nó không đầu quân đâu. Chết là cánh răng. Sẻ thiếu gì kích bố nào. Và tham lại được số là 1 lít trên bài đấu này, bắt hết ở nhà nào. Cứ bơm 3 là thắng rồi, bơm thịt đây. Và Mạnh Hào đã bay nhà ở trong trận đấu này khi bị Tuấn DZ lu một tơn. Anh ấy lao vào nhà của Tuấn DZ nhưng cũng không thể nào lấy được nhà của chúng ta.
khi mà Tuấn DZ vẫn đang nở được những con hot ra. Bỏ nơi trốn thằng Nam kìa. Rồi. Đấy. Rồi, cơ cấu đi. Rồi, Hà Bay ơi. Bắn đi, chậm lại tí đi, chậm lại tí đi. Rồi, đi quản, đi đẩy đi, đem cái E ra để tháo hot ra kìa anh ở nhà. Cái E kia, không phải E này, đây này, đấy. Đúng rồi, tập trung làm ruộng lại một tên đi anh ơi. Tập trung làm ruộng lại một tên đi. Ui. Cay ghê. Và tạo lại 104 này cho anh Tuấn DZ ở trận đấu này. Vừa mới nhắc xong thì ý rằng. Rồi, đi quản đi, đi quản đi. Tập này anh bố đời mẹ thiên hạ rồi, nó không có gì cả. Tập trung đi, tập trung đi. Nó không có gì nữa rồi. Nó bay hết rồi, nó bay hết nhà rồi. Giờ đi quản thôi, đây là năm này. Anh em cứ bình tĩnh để anh Tuấn DZ còn múa. 7 cộng 3 rồi, ông nào cứ bảo 7 cộng 1 đấy. Đấy, cho hot lên nick nó đi. Và cho anh cũng đá cho bên nào này máy khác một tí nào. Chim sẻ tham lại là 47 rồi. Và bên này thì thăm 101. Anh Tùng VIP thì tham lại là số 8 rồi. Tí Yamato tham lại 12. Tất cả mất tham rồi, còn mỗi anh Tuấn DZ anh mua đi. Rồi, bãi vàng sắp mép bản đồ từ 6 giờ lên nhà Tùng VIP. Đây. Và đội bạn vẫn đang còn rất đông hot đây đấy, Mạnh Hảo. Chú ý bắn đi. Rồi. Lên đi. Ok, ok. Đấy, bãi vàng sắp mép đây. Đấy. Và Mạnh Hảo đứng lại thi đấu á. Đâu thi đấu luôn thì có vấn đề gì đâu. Và... Rồi! 1-0 dành cho game của chúng ta. Hay đấy. Ông Tùng VIP này cầm chủ lực cũng hơi sợ anh em ạ. Và tỷ số là 1-0 chúng ta ở trong trận đấu đầu tiên. Khá là vất vả dành cho cái thủ bên phía team Hà Nội ở trong trận đấu này. Nhưng mà trận này thì Tuấn DZ đã có một bài cầm chủ lực cũng hơi nguy hiểm. Nhưng quan trọng kết quả chúng ta vẫn là người giành chiến thắng anh em ạ. Sẽ cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây thôi. Anh em bình tĩnh để Lê Hoàng Hải mõm chỉ đạo Tuấn DZ à. Ok anh Đào Duy Tùng ơi, anh thấy em chỉ đạo có hay không ạ? Có hay không anh Giai? Thắng ngay. Sẽ cùng chờ đợi trận đấu tiếp theo thôi.